Chương trình này được bảo trợ bởi Happy to Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889 487 năm mật ong Miss Linh, và Hà Thủ Ô Miss Linh, gọi ngay 408 -580 để đặt hàng cảm ơn quý vị vừa như làn sóng của Lido Sài Gòn TV trong chương trình cà phê sáng cuối tuần ngày thứ bảy mới nay cùng Như Hiền và Lê Thán à, xã hội càng ngày càng tiến bộ con người chúng ta càng ngày càng tiến bộ khoa học kỹ thuật càng ngày càng tiến bộ rất là nhiều những cái kỹ thuật khoa học hiện nay đang áp dụng ở trên đời sống của chúng ta à, đôi lúc thì có những cái kỹ thuật nó vô cùng hữu hiệu hữu ích cho cái sinh hoạt cuộc sống cũng như là những cái ngành nghề mà chúng ta đang phải đối diện với nó à, ví dụ như là từ những cái gọi là truyền hình truyền thông cho đến cái vấn đề mà chúng ta những cái ai nó đã hỗ trợ rất là nhiều cho cuộc sống của loài người đến tính đến thời điểm hiện tại à, hiện nay ngày hôm nay thì lê thái đưa đến quý vị một cái loại phát triển mới thưa quý vị mà em không biết là cái loại cái phát triển mới này nó có mang cái tính gọi là cái tính gọi là uh, nó ok hay không, nó có thể là tốt hay không hay là nó chỉ nó nó xấu trong cái thời gian mà sắp tới do người sử dụng mà thôi. Nhưng mà đây là một cái thông tin khoa học và thái nghĩ rằng là cũng muốn chia sẻ cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình được biết. Đó là một cái loại khẩu trang thưa quý vị. Và cái khẩu trang này là khẩu trang gì? Khẩu trang này người ta được gọi là cái khẩu trang mịt mờm lại để mà nói chuyện điện thoại bí mật sau này nếu có khẩu trang này mà quý vị nào mà chúng ta mà có mà kiểu mà tò, tòm tem tí tí ha và kiểu mà lăng nhăng ông bướm này nọ đó có thể đeo cái khẩu trang này nói chuyện với người yêu mà không sợ những người kế bên biết luôn hay là những người nhà biết luôn nói về thôi chứ không phải lê thái số bảy nhầm lê thái sẽ nói sâu về cái khẩu trang này thưa quý vị cái khẩu trang này được sản xuất ở một cái công ty ở pháp và có tên của nó là silent max nó hấp thụ giọng nói của những cái người đeo những người mang cái khẩu trang này và nó có thể nó truyền cho cái người đang cùng trò chuyện ở đầu dây bên kia mà không để một cái âm thanh nào lọt ra ngoài cả có nghĩa là hai người đeo cùng một cái khẩu trang này và có thể nói chuyện điện thoại thông qua cái mask này và cái công ty khởi nghiệp cái công ty đầu tiên để mà sản xuất ra cái loại khẩu trang này đó là công ty mà startup của Pháp là Skytech. Cái công ty này là phát triển cái khẩu trang Silent Max mà Lê Thái đang nói. À, nó giúp cho những cái người đeo có thể nói chuyện điện thoại, không sợ những người khác nghe thấy nè. Và tạp chí mà Neil Atlas ngày 8 tháng 1 vừa qua đã đăng tin đó, thì Silent Max được thiết kế với sự hợp tác của cái công ty Airbus. Quý vị thấy là đông công ty Airbus là một trong những cái công ty sản xuất máy bay rất là nổi tiếng của châu Âu. Và cái cơ quan vũ trụ châu Âu là ESA cùng với lại phòng thí nghiệm hàng không vũ trụ quốc gia là Onera của Pháp là ba công ty cùng hợp tác sản xuất ra các loại khẩu trang này. Và cái khẩu trang này nó sử dụng một cái công nghệ vật liệu lót rất là nổi tiếng, đó là công nghệ mà Liona do công ty Onera nó phát triển. Thì ban đầu thưa quý vị, nó được tạo ra để mà giảm âm thanh của những cái động cơ phản lực. Và khi người ta dùng nó cho mặt nạ và cái Liona này được cho là hấp thụ tới 80% cái tần số giọng nói của những người dùng. Và cái khẩu trang này nó cũng giúp cho giảm cái độ lớn của âm thanh khoảng là 20 dB. À, do đó thì những cái người nào mà đeo cái này đó có thể nói chuyện với âm lượng thông thường là những người bên cạnh chúng ta không thể nào nghe thấy được cái âm lượng chúng ta nói. Và microphone thích hợp nó sẽ thu nhận giọng nói của người dùng ở bên trong khẩu trang và truyền đến chiếc điện thoại mà thông qua cái bluetooth cho người bên kia. Rồi người bên kia người ta có thể nghe thấy chúng ta thông qua những cái tai nghe và Silent Mask này cũng là trang bị một cái công nghệ ngăn chặn tiếng ồn bên ngoài làm ác giọng nói của những người dùng. Có nghĩa là nó sẽ lọc những cái tạp âm rất là hay. Bên cạnh đó thì cũng có một cái hệ thống tăng cường thú vị, điện tử nó được sử dụng để mà tăng âm lượng của giọng nói truyền đi khi mà cần, có nghĩa là chúng ta có thể tăng lên lớn nhỏ. Và cái khẩu trang mới này cũng có một cái hệ thống thông khí giúp cho những cái người nào mà chúng ta đeo có thể mà hít khởi, thở không khí, nó dễ dàng hơn. Rồi ngoài ra thì trong lúc mà chúng ta gọi điện thoại đó, thì nếu cần nói chuyện với ai đó bên ngoài, thì cái người này có thể tạm thời tắt tiếng cái cuộc gọi và cho phép giọng nói truyền ra loa ngoài của khẩu trang để mà người khác có thể nghe được. Và Salem trang bị một cái pin là lithium thưa quý vị, nó sạc đầy trong làm một tiếng rưỡi đồng hồ và có thể sử dụng khoảng 10 tiếng đồng hồ Giá bán lẻ dự kiến của khẩu trang này là 399 mỹ kim là gần 400 có người là 400 mỹ kim. Quý vị nào mà muốn mà mua về để mà nghe lén nói chuyện lén với người yêu hay là muốn nói chuyện lén và mà, mà một cái công việc nào đó mà chúng ta cần mà thò the thủy thủy này nó thủ thủy bên tay đó thì có thể nói chuyện sắm về một cái. <laughs> chưa đã thấy không? chị ra rồi. Cái kiểu này mà Lê Thái làm này khi nào mấy anh chị nào á những người vợ nào hoặc là người chồng nào mà bị như vậy á là về chết đi bán vốn Lê Thái có, chết luôn. Không, chưa đâu. Khi mà vừa mở cái thông tin này xong nghe Lê Thái truyền truyền cái thông tin này kiểu mà quảng cáo thông tin này là thí dụ mà ai mà đang đang kiểu mà tòng tem tí tí mà tắt tắt tivi không cho sợ nghe sợ nữa sợ vợ mình nghe sợ ông xã mình nghe còn biết có cái loại khẩu trang này mua về thế nào cũng tòng tem tí tí chết rồi dở thôi nha quý vị những cuộc gọi bí mật mà không phải là liên quan đến chuyện ngoại tình đâu lên Thái chọc thôi chuyện <laughs> về security rồi về về an ninh rồi <laughs> cho FBI rồi. cảm ơn Lê Thái Thưa quý vị, mỗi năm thường thường theo cái một cái tờ báo Money của Hoa Kỳ thì họ hay liệt kê ra 50 cái tiểu bang hoặc là 50 cái thành phố mà sống tốt nhất ở Hoa Kỳ. Thì hôm nay như muốn nói về hai nơi ở phía nam của California thì đó là uh, Irvine và À, San Diego thưa quý vị đó là một trong những cái thành phố tốt nhất và được cho là tốt nhất để mà sống ở phía Nam California cái lý do tại sao theo nghiên cứu cho biết là họ dựa vào kinh tế đời sống công việc an toàn và tất cả mọi thứ để họ liệt kê ra mà vai thì đó là một trong những cái thành phố rất là đẹp nhưng cái giá cả nhà cửa nó cũng rất là mắc. Thì quý vị nào ở đây thì khi mà search lên thì quý vị cũng biết cái giá thuê nhà nó cũng rất là mắc thưa quý vị. Tuy nhiên nó rất là an toàn và trường học bên cạnh đó cũng rất là nổi tiếng và cũng rất là nhiều người tập trung để mà sống ở đó. Thì những cái nơi á, trong đó nó có tất cả là 60 công viên thì trong đó có những công viên public rất là đẹp Bên cạnh đó nó có những cái đường mòn mà biking, 400 cái đường mòn để quý vị đi xe đạp hoặc là biking lối vào các biển gần đó. Chỉ mất khoảng 20 phút lái xe là tới biển rồi thưa quý vị. Đó là một cái cộng đồng rất là để mà giải trí, học hành rất là tuyệt vời và bên cạnh đó các trung tâm thương mại lớn như là Irvine Spectrum, South Coast Plaza, Fashion Islands đó là một trong những cái trung tâm thương mại rất là lớn. Irvine đã có tỷ lệ tội phạm bạo lực bình quân đầu người thấp nhất so với quy mô của nó, rất là an toàn thưa quý vị và các nhà nghiên cứu họ nói rằng trường học của Irvine được đánh giá là tốt nhất ở California. Đó là UC Irvine High School cũng vậy. Và rất nhiều cơ hội kinh tế kinh doanh ở Irvine, rất là nhiều, có 19.000 doanh nghiệp gọi là thành phố. Và tất cả những cái trường đại học rất là tốt ở đó và thu nhập trung bình là 115 ngàn, hơn 115 đô, đô la theo đầu người. Nhưng mà cái giá nhà nó hơn cả triệu rất là mắc và cái giá thuê nhà hơn 4 ngàn, dân số cũng vậy và tỷ lệ thất nghiệp rất là ít, chỉ có 2.8% mà thôi. Và cái thứ hai đó là San Diego cũng là một cái nơi rất là đẹp để mà sống và có nhiều công viên và bên cạnh San Diego là có bảo tàng, trung tâm vườn, nhà hát và tất cả mọi thứ và 340 công viên thành phố là mở public ở trong đó cho quý vị đi tới và bên cạnh đó biển ở San Diego cũng rất là đẹp và cuộc sống cũng rất là an toàn. Ờ uh, thưa quý vị, người ta có nói là mẹ mà mẹ già như chuối chín cây về gió lay mẹ rụng, còn phải một côi. Uh, cái câu đó đôi lúc thì chưa ai mà có cha mẹ chúng ta mà yêu thương bảo bọc cha mẹ rồi thì chúng ta khi mà chúng ta chỉ có đọc nhẹ cái câu đó thôi là chúng ta cái giọng chúng ta cũng đã rung rồi, có nghĩa là chúng ta chúng ta biết được là khi mà ba mẹ già già lớn tuổi rồi thì cái chuyện mà gần đất xa trời là một cái chuyện một nay mai mai đây thôi có nghĩa là chúng ta ở enjoy với ba mẹ chúng ta uh, được cái thời gian nào tốt chừng đó thì chúng ta đều rất là vui mừng đúng không chị báo hiểu ngày nào thì được ngày đó uh, cái chuyện khi mà sinh con ra chăm sóc con khi mà đến tuổi trưởng thành lớn rồi thường em như mẹ em thì mẹ em hay nói là nhiều khi không biết là những cái người mẹ khác như thế nào nhưng mẹ nói thật với con khi mà mình chăm cháu rồi mình phải công nhận là mình thương cháu hơn thương con không biết là ba mẹ chị có bao giờ nói câu đó hay không nhưng mà em cũng nghe rất là nhiều người lớn tuổi người ta nói là người ta thương cháu hơn thương con. Chiều cơ chiều cháu chiều cơ. Chiều, chiều con. Luôn. Có nghĩa là hồi xưa con mình mình còn đánh để mình dạy nhưng mà khi mà cháu là cưng lắm luôn, cưng lắm luôn không biết lý do tại sao. Thành ra để mà đối xử tốt hiếu thảo với một cái người mẹ khi mà chúng ta cân bằng được cái cuộc sống gia đình giữa vợ chồng con cái với nhau và mẹ già ba mẹ già này nọ thì nó cũng rất là khó đối với những cái gia đình nào mà chúng ta gọi là kinh tế mà eo hẹp hoặc là cái vị thế ở trong gia đình đó nó nó bị đảo lộn hoặc là cái vấn đề mà chúng ta sắp xếp nhiều nhiều cái hoạt động trong gia đình đó nếu mà chúng ta không vung vén thì có thể sẽ gây đến một cái bất hòa trong gia đình hoặc là sự buồn bã nhưng mà ngày hôm qua ngày hôm qua thưa quý vị có một cái thông tin mà khi mình đọc mình không biết là nên trách hay là nên 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 nên, nên giận nữa mình không biết nữa à, một cái người mẹ thưa quý vị cái bà này ở trên màn ảnh quý vị thấy ở Trung Quốc cái cô này thưa quý vị đã bỏ tiền ra để cho con trai của mình mua xe và con trai mình đã có gia đình với một cô cậu con trai 4 tuổi và dẫn cả gia đình đi du lịch thì người cái con trai này đã để cho mẹ già của mình là cái cô đang ngồi trên màn ảnh lắm Chỉ 60 tuổi thôi xuống cớp ngồi để mà con trai của mình có chỗ ngủ à, Cái câu chuyện mẹ già ngồi trong cái cớp xe này nhường chỗ Cô nói là cô nhường chỗ cho cháu mình 4 tuổi đang nằm ngủ ở cái ghế trên à, Khiết cho cộng đồng mạng ở Trung Quốc mấy ngày vừa qua người ta phải gọi là bàn tán xôn xao người ta Nhiều người người ta nổi giận lắm à, sự việc này xảy ra ra như thế nào thưa quý vị khi mà người ta dừng làm có chiếc xe ở thuộc thành phố An Lục của tỉnh Hồ Bắc thì người ta phát hiện ra ở trong một đợt thanh tra định kỳ những cái cảnh sát ở đây Hồ Bắc người ta muốn kiểm soát tất cả các loại xe để xem là có mà chứa những cái chất cấm hay không thì người ta vô tình thấy cái xe này mở cái chân ra thì thấy cái bà cụ này ngồi trong thì khi mà chặn lại thưa quý vị chiếc SUV này màu trắng để mà kiểm tra thì lực lượng cảnh sát ở tỉnh Hồ Bắc người ta phát hiện là ngạc nhiên khi thấy có một người phụ nữ lớn tuổi ngồi gọn gàng ở trong cái cốp xe này là bà và trong khi đó một đôi vợ chồng là cái ông chồng thì đang lái người vợ ngồi trên cái ghế cái ghế phụ đứa con trai thì đang nằm ngủ trên ghế sau thì người ta cảnh sát mới hỏi là lý do tại sao như vậy thì ông này mới nói rằng là đây là con trai mới hỏi bà lý do tại sao bà ngồi như vậy thì bà nói là đây là con trai và con dâu của tôi còn con đứa cháu của tôi ờ, chiếc xe này do bà mới sắm cho con bà có nghĩa là bà cho con tiền con trai bà bà con trai bà sắm và do không có đủ chỗ thì cả gia đình quyết định là cho bà ngồi cấp xe bà nói là bà bà quyết định bà ngồi đó thành ra bà bà cũng đang nghĩ là đừng có phạt con tôi đừng phạt con tôi bởi vì con tôi nó nó cũng không có lỗi gì tại tôi tôi tự nguyện tôi tôi ngồi cấp xe tại vì như vậy thì chúng ta thấy là cái con thông tin này rất là cảm động có nghĩa là tình cảm của mẫu tử nó khác hoàn toàn bên cái cách xử lý của người con Yeah. nếu như mà chúng ta đặc biệt thế ở lê thái ở người con thì sẽ không bao giờ làm như vậy không thể không, không thể, thể nào chúng ta làm như yeah. vậy thành ra có nhiều cái lời khen cũng như lời, lời trách cũng như cái lời thông cảm với gia đình nhưng mà thật sự là mình thấy là đáng trách hơn Đúng. hơn là đáng khen tội nghiệp là lắm. tội nghiệp mà từ lúc mà sinh con cho đến mà mua bỏ tiền để yeah. cho con mua rồi bây giờ đến phiên cháu nhường chỗ cho cháu ngồi đây một cái hình ảnh mới thấy là chỉ có những cái người mẹ mới có thể làm được những điều ừ. đó thôi à, quý vị giữ hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thư thương mại hỗ trợ cho đây